Chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ của Việt Nam là Trịnh Ánh Sáng, Đại Chiến, Lại Lý Huynh. Trong ván đấu này, danh thủ Trịnh Ánh Sáng là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Lại Lý Huynh là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tại giải cờ tướng vô địch toàn quốc năm 2019 tại vòng thứ 7 được tổ chức tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đến đây, danh thủ Trịnh Ánh Sáng đành buông cờ đầu hàng. Trong trận đại chiến này, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào một trong những video tiếp theo của kênh Cờ Tướng Đại Chiến. Xin chào và hẹn gặp lại.